Ôi, vừa thấp tỉnh luôn. Hai. Rồi. Kỳ thật ghê không? Ăn đi. Ông ăn đi. Nó ăn cậu ăn à. Mày, tao. Bọc khúc ra chơi à. Em xin chào tất cả mọi người nha. Chiều nay thì bọn đang có mặt ở nhà của anh Trung Dịch đó mọi người. Anh Trung Dịch là cái anh ông hổm làm nướng rắn. Nay ảnh quay lại anh làm cho anh em mình cái món là gà nướng thao. Gà này là sáng anh bán đó mọi người. Ảnh sáng là anh bán gà bán vịt ở ngoài chợ á, rồi anh còn lại con anh đem về anh nướng nha, cho anh em mình quay phim cho mọi người xem á. Sao đi vô nhà đó mà tao không vô mấy ổng nhậu luôn á. À vậy hả? Chơi đại là gà nướng thao đi. Ừ. Chơi đại đi. Anh Trung là ảnh chuyên gia, ảnh có mấy cái món mà độc lạ mà nhanh gọn không à mọi người. Món dễ làm mà gọn lẹ. Mấy cái món của dân nhậu á. Rồi. Lá nè, kế bên mình tét cái có liền. Lá khô. Ở đây. Đây có mấy anh em mình vậy nè mọi người. Chiều nay lễ á, ai ăn ai nhậu làm gì làm. Ba anh em đi ra ngoài bờ ao mà nướng gà ăn chơi vậy nè. Bữa nay thử tao nướng gà nè, có chín không? Ờ. Không chín là sống luôn á. Giờ không biết có biết không. Chua chua ngọt ngọt. Đây hả? Mình với anh Trung thì thái dừa nha mọi người. Ôi, dừa thấp tỉnh luôn. Dừa ở đây anh Trung đánh trồng nhiều lắm. Quá trời quá đất luôn. Đây. Đó. Mọi người thấy không mà. Hào ao cá dừa anh trồng quá trời. Hai. Rồi. Hai cá thôi. Rồi, được rồi. Hai đủ uống. Hai dừa đủ uống thôi. Lá cũng làm nhanh dữ ta. Một phút ba giây. Cũng làm nhanh ghê á. Cái đó kêu mình bẻ buổi trời á. Bẻ hai tàu lá. Rồi. Đó, sạch sẽ đàng hoàng hết chưa. Cho anh Trung ảnh cho mình nghía thử cái con gà anh nướng nãy giờ. Làm kỹ thuật. Quạt cho nó bay ra bụi. Kỳ thật ghê không? Đúng rồi, trời. Ảnh vậy chiên ra ăn nhậu để anh lo màu là ok luôn. Không quá. Rồi. Sao? 2 3 hên xuống nha. Hên xuống nha. 2 3. Ồ, 10 điểm đỏ lét luôn mọi người ơi. 10 điểm. Wow. Đó. Wow, đẹp nha, đẹp nha.
con cá mì à. Mời chào mọi người nha, con gà có anh Trung chín nè mọi người ơi. Đây, con gà anh nướng chín rồi nè. Muốn khóc luôn. Đây là gà tre nha mọi người, gà tre ốp mà tạ ốp với mật ong, rồi xong rồi úp cái nồi lên nướng, cái thau lên. Nóng quá. Ăn mạnh vô bọc. Mời cái ơi. Mời người. Ăn mạnh vô. Mời mọi người. À anh Trung nè. Gà nướng thau. Gà nướng thau. Mọi người ở Bình Chánh muốn ăn gà này liên hệ anh Trung dịch nha. Ảnh mần sẵn rồi mọi người luôn. Cần anh ốp giùm luôn. Mọi người chỉ đem về nướng thôi. Gà. Khác khác luôn mà. Khác khác mà nó ngon. À, thịt có sớ chín trắng nõn luôn. Mau chín nào mà ốp thau nó mau chín lắm. Là miếng thau. Mời mọi người ăn miếng gà với mình nha. Từ từ kinh nghiệm cũng phải chín rồi, không con dịch đâu chứ đâu. Đúng rồi. Một dịch nướng thau. Bữa con dịch nó đem da muốn khóc luôn mọi người. Chân nó đỏ lét. Máu. Nếu mà con dịch nướng thau cũng mau chín. Mày ăn đi. Không ăn đi. Mày ăn tao quăng à. Mày tao. Mày tao không ăn. Ở đó mà không ăn. Hả? À. Không ăn. Không mời. Ăn quăng à. Mời anh nè, thôi ăn quăng à, không ăn đâu. Không anh em mình vui vẻ rồi mọi người không chứ không phải cái gì đâu, cái đó khác rồi. Không ăn. Anh em mình cũng vui á nè. Thôi không ăn một lần thứ ba rồi, nếu mà không ăn nữa không ăn. Không ăn, không ăn. Tao lấy miếng da khác khác nè nè. Ăn không đúng không, ăn tao ăn chứ. Giòn giòn ha. Đây, của em. Mời mọi người cái đùi nha. Gà tre nó đùi hơi nhỏ nha mọi người. Nè, mẹ mang tao ăn. Chín rồi, chín lắm rồi. Trời. Chứ còn... Bây giờ mà còn nóng rồi. Nóng chứ. Gà mà nước không chín đó là xé cái đùi ra mình sẽ thấy nó ứ máu rồi. Ừ. Có dừa nè. Ê, dừa nè. Dừa nè mọi người. Đập uống luôn chứ sao giờ. Để một khúc ra chơi nè. Nhanh gọn lẹ mà. Trời ơi. Mà cả nào, tôi có nhanh cả nào. Đập vô cái dừa không có. 2 3. Nó dớt cái gì xuống lắm lắm. 4 khó à ta. 5 6 7 thôi được rồi. Cái giò đập bãi trái thôi tôi thôi thôi. Ô ô. Chết đi. Ê ngọt nha. Nha, uống bọt. Nữa đâu đi. Chờ bọt uống miếng nước. Đã khác chưa? Đi. À, những ngày lễ á, bây giờ cho mọi người chắc có người đang ở ở trong phòng máy lạnh cầm thoại coi clip của Mon, hoặc có người chắc đang đi nhậu ha, đi chơi. Anh em Mon này không có. Đó, anh em Mon gì nè. Nói khô cũng không nha. Khung cảnh hữu tình, bốn bên là ao nước, dừa nước. Ăn ghen đi. Ăn ghen lắm kìa. Nè. Mày ăn tao quăng à. Không nè. Không nè. Ngồi bờ ao uống dừa mát. Qua đã. Con ao. Nè nè, món ăn tao quăng à. Con ơi. Tao ăn chứ quăng. Xé cái đùi đi bột bột. Đó, bột ăn cái đùi nha mọi người. Xé cái đùi mời mọi người nè. Đấy. Không khách sáo nha. Ngon. Ngon chứ. Tạm tạm được. Giờ cứ ăn gì à, bán gì thì ăn lấy mẹ đó, bán gà ăn gà. Gió lên mát quá đúng mà. Không?
Cứ con này có ít tiền không? Hả? Trăm tư thôi. Trăm tư rồi. Dễ vậy. Biết gì nãy lúc này đừng có chín hay cho ông đem về ông cơ sở. Trời, thất bại nữa sao? Dễ vậy. Từ từ cũng có kinh nghiệm mà nuôi bố con vịt là ta bực bội à. Nắm gì bực bội? Nè ở dưới nè Mon bỏ một miếng vô cho mọi người xem nha. Xem miếng nha. Bỏ vô một khúc. Nè ăn thử miếng em mới hàng đó. Sao anh em mình quên đâm muối mọi người. Ngộ chứ. Đói bụng ăn gì cũng ngon. Đâm bụng ăn gì cũng ngon. Ngon không? Thôi. Mời mọi người ăn nha. Không thiệt tình với Mon nha. Không ăn. Có muối nữa chấm thì nó còn ngon, nhưng mà hơi dịp cũng ngon. Nó lọt. Thôi, cũng chiều mọi người ơi, clip cũng dài rồi, giờ cũng 5 giờ chiều rồi đó, tối rồi. Khép lại một ngày, Mon mời mọi người miếng gà với Mon nha, với anh em Mon nha. Mời mọi người ăn chấm rồi, đụng chấm rồi về luôn. Đúng rồi, anh em mình đụng xong rồi về luôn. Thiệt tình nha mọi người. Ai yêu thích anh em Mon thì nhớ là bấm đăng ký để cho lần sau anh em Mon ra clip mọi người thấy được cái clip nha mọi người. Giờ thì chào mọi người, mời mọi người miếng gà này nha. Cùng ăn trái dừa nè. 2, 3, vô. Đã. Con nó chảy tùm lum. Uống nó chảy nước tùm lum. Thôi clip cũng dài rồi, tạm biệt mọi người nha. Đụng xong lội về. Bây giờ anh em mình đụng xong lội về nè. Rồi, ăn uống xong rồi. Giờ anh em mình chuẩn bị về mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem clip của anh em Mon nha. Vô. Thank you.